Chào tất cả các bạn đã đến với video của mình. Rất là vui gặp anh em ở trong video này. Ok, ở đầu video tôi đã có cho mình một cái con Leona cầm trên một thanh BF rồi. À, tiện thể anh em xem ấy, cảm thấy video thú vị, đừng quên đừng ủng hộ tôi một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Để xem món đồ này sẽ cho món đồ gì đây. Vẫn chưa xuất hiện đồ gì mọi người ạ. Có thể là một món hộp quà tướng hoặc là một cái đồng xu chẳng hạn. Ok, nó một món đồ, đó là thanh áo choàng bạc. Nó là một cái áo choàng bạc mọi người ạ. Và thật sự thì game này tôi không hứng thú với áo choàng bạc cho lắm. Staying with me while we weep. Don't worry, just believe me. This really will relieve us. Staying with me while we weep. Staying with me while we weep. Don't worry, just believe me. This really will relieve us. Staying with me while we till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.
I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight.
I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Ok, bây giờ thì tôi đã có cho mình cái trang bị này không hợp cho lắm. Tôi đang cần một cái gì đó thủ cơ. Ok, lấy cái lốc trước đã. Lấy cái lốc trước để lắp cho con xây ra đi, để đứng về sau lốc. Bây giờ đang ron để cố gắng kiếm bộ hình đó chính là Garen. Ổn mũi áp một chút chứ, bây giờ con fix một sao này. Với cả anh một sao này hơi toang mọi người ạ. Máu cũng gần hết rồi. Bây giờ phải tích cực gọi là ron để có thể kiếm một chút máu để trụ anh em ạ. Không thì toang ngay. Ông Garen vũ trụ của mình khá là khỏe anh em ơi, bởi vì cái lượng hút máu từ 4 vũ trụ khá ổn ấy, anh em thấy không ạ? Hút máu khá ổn anh em ạ. Siêu ổn luôn. Để xem nào. Thì dường như bây giờ thì mình đã ổn rất là nhiều rồi. Ok, tính dần trong này luôn. 50 vàng siêu ron không? Vẫn hết máu mà không ron ông ơi. Thì cái tỷ lệ ron nó phải tương đương với tỷ lệ vàng mọi người ạ. Nghĩa là bạn đang 40 máu thì bạn hãy dùng vàng tới 40 vàng. Đấy, kiểu thế. Ok, đang 44 vàng rồi. Mà hiện tại thì ron rất là khó ra anh em ạ. Ok, lên chat 7 để ron xem có đi hot không nha. Không có gì luôn anh em ơi. Toàn phi hành gia thôi, không phải là hệ phi công mọi người ạ. Mà hệ phi công bây giờ thì cũng khá là yếu rồi. Hệ phi công bây giờ nó bị nép anh em ạ. Vì khi mà con Garen nó chết đi, con Super Mech nó chết đi thì tất cả những tướng đấy chỉ còn được 25% máu thôi, rất là yếu. Thực sự là rất là toang luôn. Ok, cho Duy Thông giáp lưới đi. Cho nó giáp lưới dùng tạm mọi người ạ.
Ok, có Garen rồi, Garen xỉa khá ổn anh em ơi. Garen tuy mới chỉ là một sao thôi nhưng mà xỉa khá ổn ạ, sát thương khá ổn và cái hồi máu khá là ổn luôn. Đi luôn này, tính tiền trong này luôn này. Hay quá nhỉ, ổn anh em ạ, ổn áp. Để xem là tôi sẽ có gì ở trong tương lai nhá. Cuộc sống này lắm lúc tìm thấy sự dối gian. Xin thông luôn à. Nếu có thể tôi sẽ, nếu mà có thiền nữa thì tôi sẽ làm của 6 hộ vệ mọi người ạ. Làm 6 hộ vệ luôn. Nó sẽ ổn rất là nhiều luôn. AC này. Ok thôi từ từ đã. Ui, Ani chưa lên được 2 sao luôn mọi người ạ. Rumble. Có vẻ bây giờ ổn hơn nhiều. Khi lên chết 8 thêm một thằng hộ vệ nữa là quá đẹp luôn. Chuẩn con mẹ bà chỉ luôn. Ui ông này con Yoli khủng thế này. Yoli đồ gắt nhờ, nhưng mà để xem là để xem. Chưa biết được điều gì anh em ạ. Thực sự đấy con, lúc đầu tôi ý định mui Garen đồ thế giới cơ. Nhưng mà nếu như bây giờ chúng có thanh bị ép rồi hơi thốn mọi người ạ. Nếu như mà cái thanh bị ép này cái vô cực này thay bằng một cái gì khổng lồ ấy thì Garen của tôi khỏe rất là nhiều luôn. Nó vừa chọc liên quan đến phần trăm máu mà kỹ năng của nó lại liên quan phần trăm máu luôn, ổn hơn rất là nhiều. Nếu mà có dịp thì tôi sẽ làm ôi có thìa luôn anh em ơi, có một cái thìa kìa. Ok thế là easy rồi anh em ơi, vậy là tôi sẽ có thêm một thủ vệ nữa, nhân tạo nữa. Vậy là con Garen của tôi sẽ là một hệ gọi là hệ super mech hộ vệ và vũ trụ. Ui hấp dẫn anh em ạ, hấp dẫn. Cái thìa này thì tôi đang nghĩ là ok, có thể tôi sẽ lắp luôn anh em ạ, lắp luôn hệ hộ vệ nhân tạo luôn. Ok, 4 vũ trụ, 4 hộ vệ và 3 phi công ạ. Đội hình nhìn rất chuẩn anh em ơi. Nhìn chuẩn này, không biết nó có khỏe không đây. Nó có ra gì mà này nọ không. Ui, anh em thấy khỏe không ạ? Anh em bởi vì không? Khi con Garen ấy, nó rất là nhiều máu. Vậy và khi ấy, nó dùng skill ấy, thì cái nội tại của hệ hộ vệ ấy, nó khiến cho lượng giáp của nó quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn anh em ạ. Ui, lên Ani 2 sao luôn rồi này. Ok, ổn luôn anh em ạ, ổn áp rồi. Bây giờ chỉ việc up cấp mọi người nhá. Up cấp thôi, có thể tôi sẽ kiếm 6 hộ vệ hoặc là 6 vũ trụ để ghép vào. Như thế thì đội ui, ông này Bobby 3 mũ phù thủy này anh em ạ. Căng thật, super căng luôn anh em ơi. Bobby 3 mũ phù thủy ạ. Nếu mà trận chiến giữa Garen của tôi và con super mech của tôi với cả con Bobby đấy thì thực sự là nó kéo dài hàng tiếng đồng hồ đấy anh em ạ. Thực sự là sẽ ngang sức ngang tài đấy. Tôi đang ngóng chờ cái sự kiện đấy xảy ra đây. Garen, anh em thấy Garen đúng không ạ? Nó vừa hút máu lại giáp còn trâu nữa. Ui đúng rồi, cái bất tử. Ok pha này, pha này nào. Ông này của tôi xử lý pha này nha anh em nhé. Ui máu hồ liên tục ạ, liên tội ạ. Ây à, tính tiền trong này luôn. Ôi khỏe quá nhỉ. Đúng thật, thực sự một cái gì đó gọi là khá là bá đạo đến từ vị trí Garen của tôi. Hấp dẫn. Bây giờ thì tôi chỉ mà hy vọng là có thêm vài món liên quan đến bút ấy, bút bổ trợ ấy, hoặc là một, như kiểu là tôi đang cần những cái để giảm mana như kiểu áo choàng tĩnh lặng chẳng hạn. Như vậy thì nó sẽ khiến cho Garen của tôi ấy
nó có thể sức mạnh hơn. Bởi vì game này thì những con tướng bên ngoài chỉ được phù đạo thôi, còn con chính là Garen của tôi. Ok, Garen của tôi chọc anh em khá đứng ạ. Ui, bất tử luôn đấy, thực sự bất tử đấy anh em ạ. Mấy round vừa rồi thì nó bất tử thật, tôi chưa chết được round luôn đấy. Ui, có một cái giáp lai gai này. Nhưng mà bây giờ thì ok, giáp gai đi anh em ạ. Với cả một cái phút bẫy đi, tôi sẽ chọn một giáp gai và một phút bẫy đi anh em ạ. AC 2 sao luôn này. Bây giờ thì tích vàng lên level 9 đi. Bây giờ up level 9 là ổn ạ, là hợp lý nhất luôn trong các hợp lý mọi người ạ. Ui, Super Mech. Ui, ông này có dịch khổng lồ anh em ạ. Cái ông này có dịch khổng lồ này anh em ơi. Căng nhờ. Cái thằng cha Cockbo đấy, nó có dịch khổng lồ với cả nội tại skill của nó là mạnh anh em vẫn đánh 1% máu nữa. Ui, Ugot anh em này, what the hell. Ugot anh em ạ. Vậy thì tôi phải kiếm 6 hộ vệ rồi. Vậy thì tôi sẽ cố gắng kiếm 6 hộ vệ luôn. Ui, Neko này. Bây giờ up cấp anh em à. 5 hộ vệ rồi, ok. Bây giờ tôi nếu mà có up cấp ấy. Ok, từ từ đấy anh em nhá. Tôi muốn up cấp kiểu con vàng để up cấp cơ. Chứ mà up bây giờ thì hơi toang. Tí nữa không có vàng để dùng ấy. Ok, để lốc. Tôi đang tính lốc con ngày. Ôi, ông này à. Ông này thì đang chơi đội hình con Nocturne đồ vẻ thú vị phết nhở. Sau này ông này không cho Nocturne full hắc tinh luôn ta. Ui anh em ạ, phần trăm máu kìa, đánh phần trăm máu kìa. Ui ôi, chắc tôi thua rồi anh em ạ. Con Cockmo nó bắn phần trăm máu với cả con Zin X ấy, nó bắn như thế. Nó bắn liên quan đến sát thương cho phần trăm máu và khiến cho tôi bị toang. Không làm gì được luôn ạ, đứng hình mất 5 giây luôn mọi người ạ. Ok, Ugot này, bây giờ up cấp à, 32 vàng lên cấp 8, ok, làm quả luôn anh em ạ. Mất không thì có thể game sau tôi sẽ gọi là để dành tiền để game sau chơi luôn đấy. Ok, 6 hộ vệ, 3 phi công nha anh em. Bây giờ tôi cần thêm một cái vũ trụ nữa. Thì bây giờ chỉ có một con đường đó chính là up cấp 9 thôi. Ok, Ron để kiếm xem có lên được room 3 sao không mọi người ơi. Hoặc là, ok, bắn luôn cái này đi, đỡ chật chỗ anh em ạ. Ôi, gặp ông này rồi, để xem nha. Lần này tôi có 6 hộ vệ thì lượng giáp nó sẽ như thế nào mọi người nhá. Khi đặt 6 hộ vệ thì lượng giáp khi Ren nó dùng R sẽ như thế nào. Ôi, một cây giáp anh em ạ, một thanh giáp quá nhiều luôn. Nhìn khá sướng em ạ, video xem khá chất lượng ạ. Bùm. Thì nếu mà tôi ấy, thực sự là thay vì như thế mà tôi lắp ráp cho này cái một cái sâu zin ấy thì nó còn hay hơn rất là nhiều đúng không mọi người. Ok, vậy để định bữa sau nữa mà. Thực sự là cái cơ hội này cực kỳ hiếm luôn. Bởi vì hai cái thì ấy trong một game ấy là hơi khó ra. Đấy. Ui, giật khổng lồ thì anh em ơi. Má. Cái này mấy thằng pháo thủ cầm cái mọt nó nhặt được một đồ này thì thực sự nó bắn tôi chết luôn anh em ạ. Mấy ông pháo thủ mà nhặt được cái đồ liên quan đến giật khổng lồ thì chết tôi luôn ấy. Tôi lấy món đồ này đi. Và lấy đồ này cho để kích hoạt thêm cái con Garen của tôi ấy. Cái hệ đó chính hệ mật thám nữa để nó chọc nhanh hơn. Đó. Để có một thám chọc nhanh hơn mọi người ạ. Ôi Lulu anh em ơi, Lulu luôn ạ. Lulu luôn này. Bây giờ thì nếu như tôi cho thành 6 vũ trụ thì sao ta? Ok, rồi 6 vũ trụ mọi người ạ. Mình cảm thấy 6 vũ trụ nó ổn hơn nhiều so với 6 hộ vệ nha. Để bây giờ, ok, bây giờ tôi sẽ test 6 vũ trụ cho anh em xem. Và tí nữa up level 9 tôi sẽ cho thêm hộ vệ nữa là 6 vũ trụ 4 hộ vệ.
Ok nha anh em nhá. Bây giờ nhá, 6 vũ trụ xem sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Nó sẽ khỏe hơn không? Má này, thằng pháo thủ này này, hạn dương khổng lồ kìa. Bồ đỏ kìa. Để xem nha anh em ơi. Test một phát nào. Video này tôi chắc chắn là chưa ai làm rồi anh em ạ. Chưa ai làm một video như thế này đâu. Những ý tưởng này thực sự là tôi gọi là chúng ta một chút gì đó EQ đấy. Boom, uầy. Lực của anh em ạ hút máu khá nhiều ạ. Anh thấy lực hút máu nó, uầy, uầy. Má bị choáng em ơi. Phát đấy bị choáng, choáng hai phát liên tiếp luôn. Đến từ một con Wukong với cả con Vi với cả con Gna. Chứ không thì có đến rộng kiếm là Pentakill rồi. Với cả là hồi lượng máu rất là nhiều rồi. Đen quá. Hơi đen là quả đấy hơi đen. Bây giờ phải làm khoảng 4 hộ vệ nữa thì mới lên đỉnh được. Bây giờ muốn lên 4 hộ vệ thì tốn khá nhiều vàng đấy. Phải đợi một chút nữa, một chút echo vàng nữa thì tôi mới đủ lượng vàng để có thể làm 4 hộ vệ được. Ôi, anh em ok nhá. Cuộc trận chiến tôi mong chờ đã cũng đã đến rồi. Đó chính là Garen vs Bobby ba mũ phù thủy nhá. Để xem ai sẽ được chiến thắng round này anh em nhá. Anh em cùng xem với tôi nào. Để xem ai sẽ được chiến thắng ạ. Ui, lượng giáp của Bobby kìa. Má ha. Nhìn phát ngán anh em ạ, nhìn là thấy ngán không muốn đánh rồi. Ok, để xem nào, ai sẽ được chiến thắng trong game này đây. Ok, mấy con tướng của tôi cũng sắp chết hết rồi, để xem nào. Ai chống khoai đất này? Ui, ui yo, anh em thấy dễ dàng giác không ạ? What the fuck? Ui, ui, chết luôn ạ. Đấy, ok. Vậy chứng tỏ là Bobby ba mũ thủy thì không bằng con Garen của tôi nha. Con Garen của tôi sự là chất lượng đấy. Garen đến từ chợ mơ mọi người ơi. Ok, chúng ta sẽ có cho mình một cái đó chính là lưỡi kiếm tử thần. Lưỡi kiếm tử thần này thì sẽ cho vị trí lúc nào? Chắc rồi tôi nghĩ là tôi sẽ cho Lulu đi. Bởi vì game này tôi chỉ muốn con Garen của tôi thể hiện thôi. Xin tặng Nico nhỉ, bây giờ mà con Garen của tôi con ý là nó lên 3 sao một chút ấy. Ui thì uống nó mạnh cỡ nào anh em nhờ. Nó cực khỏe luôn ạ. Đây mới chỉ là Garen 2 sao thôi anh em ơi. Garen 3 sao thì uồi nó gọi là super VIP, super khỏe luôn. Ok, bán này luôn cho thiếu vàng. Thiếu thì chơi, tao thiếu vàng á, tao có thiếu vàng, tao bị nhựa mà. Ok luôn anh em ơi, 4 hộ vệ luôn. 6 trụ 4 hộ vệ nhá. Quả réo luôn. Cho Garen của tôi quả réo luôn anh em ạ. Ok, quả réo nào. Quả réo, Garen quả réo cho tôi nào. Ui, khỏe thế nhở, ui. Bất tử là có thật anh em ơi, Garen bất tử là có thật ạ. Đi luôn là tính tiền trong này rồi. Tính tiền trong này luôn rồi. Ok, ui, hai con găng mà lăng không tặc mọi người ạ. Bây giờ nếu mà có lên Ugot 2 sao thì tôi sẽ bán cái đồ của chính thông nó chuyển vào Ugot luôn mọi người nhá. Đây này, thằng đáng sợ nhất đây này, nó có ngọn cũng xanh rồi. Cũng xanh rồi khổng lồ nữa. Đặc trị đấy, nó đang là đặc trị Garen của tôi đấy anh em ơi. Đấy là đối thủ đáng gờm nhất của tôi đấy. Ok, sắp xếp đội hình một chút và chiến đấu nào. Đấy, tôi biết ngay gặp con này luôn tôi phải để lốc con combo lên đấy. Rồi tính tiền. Để xem nào, ai sẽ người chiến thắng. Ui, tuyệt vời, cảm ơn mày nhá. Cảm ơn Gna nha. Ôi, thế anh em luôn, không có ông Gna thì tôi thua chắc. Ông nào cũng hất mẹ con robot của tôi vào phía bên đấy. Nó xỉa cho một xỉa mất cả dàn AD chết luôn ạ. Vãi.
Ông robot kìa, đúng thật, tội đồ của game là tội đồ của team rồi, ông robot đây là robot. Ok, bán mấy con đi đi anh em ơi, bán mấy con lăng nhăng này đi. Không cần đâu, mấy con này không cần đâu. Ok, chúng ta sẽ đến với vị trí nào đây? Hiện tại giờ trên bản đồ chỉ còn 4 người thôi anh em ạ, 4 người duy nhất thôi. Ok, lại tiếp tục gặp ông bạn Bobby của chúng ta rồi. Ông bạn Bobby của chúng ta rồi. Ôi trời, chết rồi. Má nhìn ông Leona, anh em có nản không ạ? Nhưng Leona là tôi nản ở đấy. Ôi, có vẻ game này tôi thua rồi. Ui. Ui. Garen vẫn sống anh em ạ, vẫn sống. Vẫn những pha cánh tim đến huyền thoại từ Garen anh em ơi. Ui, yo man. Ui, bị choáng rồi. Má anh em ơi, bị choáng ở đấy là toang rồi. Má kìa, đen thật ý. Bị ăn quả choáng vào mồm, thế là bị không rộng kiếm được. Ui, u god anh em ơi. Thế là tụi u god 2 sao, u god cầm cả sâu zin luôn thì chó chạy rồi. Ôi, ngon thế nhờ, u god cầm cả sâu zin này ngon thế. Ô, tôi xin. Cho tôi xin nhá. Tuyệt vời anh em ơi. U god 2 sao, cầm sâu zin này thì ôi, super lứng anh em ạ. U god cộng 6 vũ trụ lứng lắm, khỏe lắm. Ok, tôi phải để căn vị trí lốc một vài vị trí tướng anh em ạ. Không thì tôi sẽ toang ngay. Giờ phải xài lốc thôi. Phải me lốc anh em ạ, đến giai đoạn cuối rồi. Ông sẽ đổi vị trí đâu đây? Ok, ông này vẫn giữ chiếc nguyên vị trí cú mọi người ạ. Ui, cuộc chiến chúng ta lại bắt đầu đến với đó chính là ông này. Đúng vậy, tôi thua rồi, lần này xem thế nào đây. Lần này tôi U-God, ui, U-God kéo chuẩn lắm ông ơi. Tuyệt vời, cho một điểm đấy từ U-God. Ai chà, U-God sắp chết được à? À, Bobby đấy, Bobby chúng tôi đấy. Ui, anh em thấy không, sức lợi hại của 6 vũ trụ không ạ? Hồi 99% máu. Ui, rút là chết ạ, rút là chết. Game là dễ anh em ạ, ui, game là dễ ạ. Ui, game là dễ cậu ui. Ui, cay lắm nha anh em ạ, ông này chắc đang cay lắm đây này. Ít, mày xóa mẹ U-God đi. Con chó gót cây này lắm rồi đấy, kiểu đấy đấy. Ok, U-God được việc phết anh em ạ, được việc phết đấy. Ok, mà ông này căng anh em ơi, di tích lên 2 sao rồi. Ông này chắc chắn là sẽ đổi vị trí của con cốc mo mọi người ạ. Thì tôi phải căn để me để lốc móc mò này mọi người nhá. Ok, lốc móc mò lên để xem nha, để xem trận chiến cuối cùng thì ai sẽ người chiến thắng vô địch đây, ai sẽ người là vua của Chamberlain. Ok, Garen xỉa anh em ơi, xỉa nó Garen, chảo quấy đi đít. Ui, tôi chết rồi, anh em thấy không? Ui, ăn quả choáng kìa. Thôi xong rồi anh em ơi. Ui, có vẻ game đến đây là kiểu kết thúc rồi. Anh em xem cảm thấy video này thú vị, lôi cuốn ấy thì hãy ủng hộ tôi và đăng ký kênh nhá, để tôi có thể ra nhiều sản phẩm tốt hơn nhá mọi người. Chào mọi người và hẹn gặp lại nhá. Bye bye mọi người.